Ngọc Trinh rạng ngời bên siêu xe 12 tỷ mới tậu. Sau khi khiến dư luận nghi ngờ về việc mua siêu xe, Ngọc Trinh lại rạng ngời bên siêu xe 12 tỷ. Chiều 20 tháng 4, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã chính thức nhận chiếc siêu xe Mercedes-Maybach tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe siêu sang mà người đẹp Trà Vinh mới tậu vào bộ sưu tập xe của mình là Mercedes-Maybach S500 có giá 12 tỷ đồng. Đây là một trong những phiên bản mới nhất và đắt nhất của thương hiệu xe sang Mercedes tại Việt Nam. Trước đó, đầu tháng 4, Ngọc Trinh đã khoe ảnh chụp bên siêu xe này khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không ít ý kiến cho rằng thực chất người đẹp này chỉ đang quảng bá cho xe. Cũng choáng khi nghe Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu kể về thời gian và yêu cầu khi làm chuyện ấy. Nghe cặp đôi này tâm sự về chuyện tế nhị mà ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên vì quá táo bạo. Dù vướng tin đồn tình cảm khá lâu, nhưng mãi đến gần đây thì Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu mới chính thức thừa nhận yêu nhau. Hồ Quang Hiếu đã từng có một đời vợ, nhưng fan của Bảo Anh cũng rất ủng hộ chuyện tình này. Và riêng nữ ca sĩ cũng rất vô tư, không hề tỏ ra e ngại. Cả Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đều là những ca sĩ trẻ tuổi được yêu mến trong làng nhạc Việt. Lối sống của cả hai khá phóng khoáng, thường xuyên đi du lịch nước ngoài rất xa xỉ. Không những vậy, cả Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh còn có điểm chung rất bạo dạn khi chia sẻ về chuyện ấy. Nam ca sĩ Con Bướm Xuân cũng đã từng khiến khán giả mắt tròn mắt dẹt khi chia sẻ lần đầu tiên làm chuyện ấy của mình. Hồ Quang Hiếu tiết lộ với báo Zing: "Tốt nghiệp cấp 3, tôi chuyển ra Hà Nội theo học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật quân đội, nên chia tay mối tình đầu vì khoảng cách địa lý. Tôi yêu một cô gái cùng trường, mối tình này khá sâu đậm khi cả hai vượt qua giới hạn tình yêu sinh viên, trong sáng để làm chuyện ấy. Năm đó tôi khoảng 19 tuổi, nghĩ lại thấy cũng quá sớm. Có lẽ anh là một trong số ít sao Nam Việt dám thừa nhận làm chuyện ấy khi còn ở độ tuổi teen. Hơn nữa, anh đã từng có một đời vợ nên chắc chắn chuyện chăn gối rất giàu kinh nghiệm." Còn nữ ca sĩ Bảo Anh cũng bạo dạn không kém người yêu. Trong một clip phỏng vấn, cô tâm sự rằng thích những người đàn ông tuổi từ 28 trở lên. Và đối với cô, việc yêu một người đàn ông trên 15 tuổi không thực sự thành vấn đề nếu đó là tình yêu chân chính. Hai người có thể đồng cảm cho nhau. Ngoài ra, Bảo Anh còn cho biết cô rất tự tin khi làm chuyện ấy, còn địa điểm thì ở đâu cũng đều lý tưởng hết. Nữ ca sĩ còn bật mí, đối với cô thì kích cỡ và kỹ năng khi làm chuyện ấy của bạn trai đều quan trọng như nhau. Bạn thân nhất hé lộ sự thật không ngờ, vô tình có thể hại Hà Hồ. Tiết lộ của Lý Quý Khánh trong thời điểm nhạy cảm này thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Quý Khánh đã lên tiếng bảo vệ Hồ Ngọc Hà trước scandal chèn ép Minh Hằng rời khỏi The Face. Anh viết, tất cả những mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà với Mây Gia, Thanh Hằng, Minh Hằng, Lệ Quyên đều thông qua hình ảnh hoặc suy đoán của cá nhân. Chứ có ai nói là ai yêu ai quá, ai thương nhau quá. Trên cuộc đời này, có những người hay bị người khác chơi, có hai nghĩa. Nghĩa là một nhảy vào chơi, chơi xong nhảy ra, và nghĩa hai, chơi xấu, tự xấu hổ rồi tàn hình. Lý Quý Khánh nghĩ như thế này, Mây Gia và Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ liên quan đến nhau. Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng chưa bao giờ thân, chưa bao giờ ghét. Không hiểu và Khánh chưa hiểu vì sao hôm qua bạn ấy khóc để tìm hiểu. Khánh chỉ khóc khi đi đám ma hoặc thất tình. Hà Hồ và Thanh Hằng luôn quý và tôn trọng nhau. Còn mối quan hệ riêng của từng người, cả hai không quan tâm. Khánh nghĩ Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà là do phong thủy không hợp nên cả hai bớt gặp để làm ăn nên. Dòng chia sẻ của Lý Quý Khánh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người vào bình luận, trong đó có viên tập viên Ngọc Trinh. Đời người ai cũng lúc đi chung đường, ai cũng có ngã rẽ. Lên list những người không đi chung đường mà không thấy list những người đã đồng hành cả chục năm trời, không thấy những người mới đồng hành, có lẽ sẽ khiến khán giả có cái nhìn thiên lệch. Có những chuyện chỉ người trong cuộc biết, vậy mà, phải chuyện gì cũng phải lên tiếng giải thích. Ai hiểu sẽ hiểu, ai chơi sẽ chơi. Cá nhân chị khi chưa tiếp xúc, chị cũng có nhiều câu hỏi. Nhưng khi tiếp xúc rồi, chị mới hiểu nghị lực của chị Hà như thế nào và vì sao những ai giỏi lại tâm huyết với chị ấy đến thế. Nên người cố tình không hiểu, dù có giải thích thì bảo lưu quan điểm của mình. Còn với những người muốn hiểu, họ sẽ tự nhìn nhận nhiều chiều và tự có lời giải đáp thông minh nhất. Còn Thanh Hằng chia sẻ rằng,
Còn Thanh Hằng chia sẻ rằng giữ giới hạn chân mật sống sẽ vui hơn. Được biết, Lý Quý Khánh và Hồ Ngọc Hà đã quen nhau 11 năm và có 5 năm thân thiết. Cặp đôi luôn song hành cùng nhau trong các sự kiện. Trước đó, trả lời phỏng vấn của một trang tin, Minh Hằng bật khóc thừa nhận Hồ Ngọc Hà chính là người gây sức ép khiến cô phải rời khỏi ghế nóng đều phay. Trước những đồn đoán, chỉ trích của dư luận, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ thái độ im lặng. Trường Giang lần đầu khoe biệt thự 15 tỷ đồng mới tậu. Nhân dịp sinh nhật, Trường Giang hạnh phúc nhận sự chúc phúc từ bạn bè và người yêu. Anh cũng giới thiệu với mọi người căn biệt thự mới mua ở Phú Quốc. Tối qua, nghệ sĩ Trường Giang tổ chức tiệc mừng sinh nhật tại huyện đảo Phú Quốc với Nhã Phương và những đồng nghiệp thân thiết như Nhật Cường, Hoàng Sơn. Điều đặc biệt, dịp sinh nhật này diễn ra tại biệt thự mới tậu của anh chàng Mười Khó. Phía bên ngoài biệt thự giá 15 tỷ đồng của Trường Giang ở Phú Quốc. Như chính anh tâm sự trong buổi tiệc, đây là bất động sản đầu tiên đứng tên Trường Giang. Cuộc đời em chưa từng có căn nhà nào hết, vì thế trong ngày hôm nay em rất vui, anh nói. Danh hài xứ Quảng còn hớm hỉnh chia sẻ rằng, dù mua nhà nhưng anh cũng sợ không có điều kiện qua lại đây thường xuyên vì vướng công việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường Giang không nói về giá trị biệt thự, nhưng bạn anh, nam diễn viên Lê Hoàng, tiết lộ danh hài đã mua với giá 15 tỷ đồng. Tại Phú Quốc, đây chưa phải biệt thự hạng nhất nhưng có ý nghĩa lớn với gia chủ. Một vài góc nhỏ trong căn biệt thự của Trường Giang được anh chia sẻ với khán giả. Trong buổi tiệc, Nhã Phương tiết lộ đây là năm đầu tiên Trường Giang tổ chức sinh nhật. Trong suốt những năm qua, danh hài luôn cố gắng tích góp với mong ước có một ngôi nhà riêng. Cô hạnh phúc khi bạn trai cuối cùng cũng thỏa mong muốn. Trước đó trên trang cá nhân, Mười Khó từng khẳng định bao nhiêu năm ao ước, sinh nhật năm nay không đi đâu xa, đón gió biển lòng lòng ở nhà. 34 tuổi mới sở hữu căn nhà đầu tiên, nên bạn bè liên tục hỏi anh về ý định để Nhã Phương trở thành bà chủ. Trước câu hỏi này, anh tuyên bố chắc nịch. Cuộc đời tôi bả còn nắm, huống chi là cái nhà này. Trên trang fanpage, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng nam nghệ sĩ xứ Quảng thành công hơn và cũng mong anh sớm kết hôn. Hẹn hò từ năm 2015, Trường Giang Nhã Phương vẫn ngọt ngào, dù không ít lần vướng tin đồn rạn nứt, họ luôn dành thời gian bên nhau. Gần nhất, Trường Giang chủ động thu xếp công việc để đến phim trường thăm người yêu. Bù lại trong dịp sinh nhật anh, Nhã Phương cũng dần nhiều kế hoạch để tận hưởng phút giây riêng tư ở Phú Quốc. Nghệ sĩ hài Nhật Cường cũng có mặt chúc mừng sinh nhật Trường Giang. Trấn Thành khiến fan hụt hẫng khi không xuất hiện ra mắt MV của Harry Won. Nhiều người đã cố gắng nán lại đến phút cuối cùng trong buổi ra mắt MV cuối cùng anh cũng đến của Harry Won để chờ sự xuất hiện bất ngờ của Trấn Thành. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ hài đã không đến. Vừa qua, Harry Won đã chính thức giới thiệu đến khán giả MV cuối cùng anh cũng đến. Nữ ca sĩ cho biết đây là MV được cô đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay với kinh phí gần 700 triệu đồng. Trong đó có nhiều bối cảnh trang phục mang đậm chất Hàn Quốc. Bản thân Harry Won cũng khá bất ngờ, không nghĩ rằng mình lại đẹp như vậy trong MV lần này. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, chính ông xã Trấn Thành là người khuyên cô đầu tư, chăm chút hơn cho sản phẩm của mình. Đặc biệt, nam nghệ sĩ hài cũng xuất hiện trong những cảnh quay cuối của MV, bất ngờ từ chú gấu bông hóa thân thành chàng hoàng tử trong mơ của Harry Won. Chính vì thế, trong buổi ra mắt MV, việc xuất hiện chú gấu đi kè kè bên cạnh Harry Won khiến nhiều người phỏng đoán đó chính là Trấn Thành. Cũng vì vậy, mà dù Harry Won cho biết ông xã không thể đến tham dự do bận việc, nhưng rất đông khán giả và báo chí vẫn nán lại để chờ đợi bất ngờ từ nam diễn viên lắm chiêu. Thế nên, đến cuối buổi, vẫn không có bất ngờ nào xảy ra. Trong MV này, nhiều người cũng khá bất ngờ trước vóc dáng thon gọn của nữ ca sĩ. Harry Won tiết lộ thời gian qua, cô cố tình cho ông xã ăn nhiều để mập lên, trong khi mình lại giảm cân để đẹp hơn. Về giọng hát, Harry cho biết trước đây cô không hề nghĩ mình hát lơ lớ mà vẫn tin là mình hát đúng. Harry không biết như thế nào là đúng, mỗi khi Harry vào phòng thu đều có các anh nhạc công, nhạc sĩ và mọi người chỉnh sửa cho Harry chỗ này phải hát thế nào, chỗ kia phát âm thế nào. Harry cũng không biết vì sao mọi người lại nói mình hát lơ lớ nữa, nữ ca sĩ chia sẻ. Riêng Mr. Siro, tác giả ca khúc Cuối cùng anh cũng đến, khi giao bài hát này cho Harry Won đã dành cho cô những lời khen có cánh và khẳng định bài này hiếm ai dám cover vì là một ca khúc khó thể hiện.
Đây là status đầu tiên Minh Hằng đăng sau khi tiết lộ danh tính đàn chị chèn ép tại The Face. Sau khi chia sẻ trực tiếp về lùm xùm rút lui khỏi The Face 2017, mới đây Minh Hằng đã đăng một status mới khiến nhiều người tò mò. Hôm qua, Minh Hằng đã trực tiếp chia sẻ về sự việc bị đàn chị chèn ép khi nhận lời làm giám khảo của cuộc thi The Face 2017. Dù từ chối công khai tên, nhưng khi nhắc đến Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ đã bật khóc khiến nhiều người nghi ngờ đây chính là đàn chị mà cô nhắc tới trước đó. Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đang bận rộn với chiến dịch quảng bá du lịch cho Quảng Bình, nên chưa có câu trả lời về nghi vấn này. Cách đây ít phút, Minh Hằng đã đăng nhận bức ảnh status mới trên Facebook và nhận được nhiều sự quan tâm từ độc giả. Status mới không có gì liên quan đến lùm xùm ngày hôm qua, nhưng ở dưới phần comment thì Minh Hằng vẫn nhận được rất nhiều lời động viên từ những người yêu mến. Thông qua status có thể thấy tâm trạng của Minh Hằng khá ổn, vẫn vui và không quên khoe ảnh đẹp giữa tâm bão. Sau khi tiết lộ danh tính đàn chị thì đây là status đầu tiên của Minh Hằng, có thể thấy cô vẫn ổn, vẫn khoe ảnh đẹp và đầy quyến rũ. Lâu lâu về lại xì tai tóc dài quyến rũ nhỉ. Bé heo nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ. Đối với fan thì Minh Hằng mãi là số 1. Minh Hằng sẽ rất hạnh phúc vì được nhiều người yêu mến và ủng hộ đến vậy. Nữ ca sĩ khoe ảnh chụp với mái tóc dài quyến rũ. Ngoài giọng ca hay thì Minh Hằng còn được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Thời gian gần đây, Minh Hằng ít có dự án nghệ thuật. Khẳng định bùng nổ với The Face thì bất ngờ lại gặp sự cố. Dù có ngồi ghế nóng The Face hay không thì những người yêu mến vẫn luôn ủng hộ và sát cánh với Minh Hằng.